Giải đáp về giá chứng chỉ quỹ NAV. Giá chứng chỉ quỹ NAV là gì? Đây là một thuật ngữ làm khá nhiều người nhầm lẫn hơn bất kỳ điều gì khác khi đề cập đến quỹ mở. Đó là giá trị, hiển nhiên rồi, nhưng là giá trị của cái gì? Nó bao gồm những gì và thể hiện điều gì? Điều này dường như luôn dễ nhầm lẫn. Nào, hãy xem xét câu chuyện ngắn dưới đây. Giả sử bạn có một ngôi nhà với diện tích là 100m² và bạn đang muốn bán nó đi. Vì thế, bạn thuê một chuyên gia môi giới nhà đất và người này đã tìm được khách mua với giá là 4 tỷ đồng, bao gồm 40 triệu phí môi giới. Điều này có nghĩa 1m² của căn nhà bạn có giá trị thực là 39.600.000 đồng. Vì sao thế? Bạn phải lấy giá bán căn nhà trừ đi phí môi giới rồi chia cho tổng kích thước của căn nhà. Giá này mới chính là giá trị thật của mỗi mét vuông trong căn nhà của bạn. Tương tự vậy, giá chứng chỉ quỹ của một quỹ mở chính là tổng giá trị thị trường của tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư mà quỹ đang nắm giữ, bao gồm tiền mặt trừ đi các chi phí và chia cho tổng số lượng chứng chỉ quỹ của quỹ mở đó. Giả sử giá thị trường tất cả các tài sản của quỹ mở sau khi trừ đi chi phí là 100 tỷ đồng và quỹ đã phát hành 5 triệu chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư. Như vậy, giá một chứng chỉ quỹ là 20.000 đồng. Giá thị trường của tất cả các tài sản của quỹ mở sẽ thay đổi mỗi ngày. Điều này được phản ánh qua sự biến động giá của chứng chỉ quỹ. Công ty quản lý quỹ phải công bố giá chứng chỉ quỹ sau mỗi ngày giao dịch. Vậy tại sao giá chứng chỉ quỹ lại quan trọng? Đó là vì ba lý do sau. Khi một cá nhân đầu tư vào quỹ mở, nhờ có giá của chứng chỉ quỹ mà anh ta tính toán được anh ta có thể mua bao nhiêu chứng chỉ quỹ. Giả sử nếu giá chứng chỉ quỹ là 20.000 đồng và khoản tiền đầu tư là 100 triệu đồng, nhà đầu tư này sẽ mua được 5.000 chứng chỉ quỹ. Tương tự, khi bạn rút vốn đầu tư có nghĩa là bạn rút tiền ra khỏi quỹ mở. Nếu giá chứng chỉ quỹ vào thời điểm rút vốn là 30.000 đồng, bạn sẽ nhận được là 150 triệu đồng nếu bạn đang nắm giữ 5.000 chứng chỉ quỹ. Lý do thứ ba khiến giá chứng chỉ quỹ là quan trọng vì nó giúp đo lường kết quả hoạt động của quỹ bằng cách so sánh giá chứng chỉ quỹ của một quỹ mở ở hai thời điểm khác nhau. Chúng ta sẽ biết được quỹ mở đó có hoạt động tốt hay không. Ví dụ, nếu ngày hôm nay giá chứng chỉ quỹ là 25.000 đồng và 2 năm trước giá của nó là 15.000 đồng, như vậy quỹ mở đó đã có lãi đơn là 66,7% sau 2 năm hoặc lãi kép là 29,1% mỗi năm. Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng quỹ có giá chứng chỉ là 10.000 đồng rẻ hơn những quỹ có giá là 20.000 đồng. Cũng không hẳn là như vậy. Ví dụ, hai quỹ A và B có NAV lần lượt là 10.000 đồng và 20.000 đồng. Giả sử năm đầu bạn đầu tư 100 triệu đồng vào mỗi quỹ và bạn sẽ có được 10.000 chứng chỉ quỹ A và 5.000 chứng chỉ quỹ B. Vào năm đó, cả hai quỹ đều hoạt động tốt và có lợi nhuận là 20%. Vào cuối năm, giá của 10.000 chứng chỉ quỹ của quỹ A là 120 triệu đồng và 5.000 chứng chỉ quỹ B cũng là 120 triệu đồng. Bạn thấy đó, dù giá chứng chỉ quỹ A thấp hơn nhiều so với chứng chỉ quỹ B, giá trị của khoản đầu tư vào thời điểm cuối năm vẫn là bằng nhau. Có nghĩa là giá chứng chỉ quỹ cao hay thấp không quan trọng. Quan trọng là sự tăng trưởng của giá chứng chỉ quỹ. Lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn nếu quỹ mở mà bạn đang đầu tư tăng trưởng tốt hơn so với những quỹ khác. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạn có thấy những giải thích ở trên là rõ ràng chưa nhỉ? Về cơ bản, giá chứng chỉ quỹ là giá bạn trả để đầu tư vào quỹ mở, cũng như giá mỗi mét vuông mà bạn sẽ nhận được khi bán nhà.